Thưa chủ tọa đoàn, thưa quý vị đại biểu, nhà khoa học, đặc biệt là thưa quý thầy, việc chuột đề của mình đây là hồi giáo về vai trò của chùa xưa trong hệ thống chùa quốc sư từ đầu hẳn. Tôi thấy cái chủ đề này rất hay, và tôi viết ngay một bài về xưa nay trong quyển sử của tôi viết về ngài Từ Đạo Hạnh, thì mình căn cứ vào thuyền của tâm anh và nghĩ rằng là ngài sinh tại Lạc, tại Nam Lạc, nhưng mà sau này tiếp cận được cái thân tích Tô Bụt thì ngài là sinh ở Tô Bụt. Thì cái này tôi thấy bây giờ là thấy mình có cơ sở chỗ nào là đấy, cái chùa Lãng thì đấy, cái thầy thằng Võ Tâm Hiệp tôi nói đây tiếp cận cái chùa đó như thế nào, thì thầy bảo rằng là chùa đó có hai chuông có cái bài cả điều của bài Minh, và bài Minh ghi đây chữ hai chùa Chiếu Thiền á, chùa Lãng á và chùa Nền, tức là đấy cái gọi là cái nhà mà giả thiết là cụ Tư Đạo Hạnh của thầy sinh ra. Nên cái nghĩ cho nên là chùa của Cụ Tư Đạo Hạnh, những thực tế cả hai chỗ nó đều ghi rõ là nhà tu của vua Lý Thần Tông. Từ đó thì chúng tôi nghĩ là hoàn toàn có cơ sở. Đến kia mình phân tích đồng bụt ghi rất rõ Cụ Tư Đạo Hạnh sinh tại đồng bụt, mà nếu Cụ sinh tại đồng bụt thì bà chị Cụ, hôm nay chúng ta thảo về bà chị của Cụ ở chùa Thương, thì bà chị này cũng phải sinh đồng bụt, không phải sinh ở Lãng. Thế cái chùa Lãng và chùa Nền và bây giờ thêm cái chùa Thương này, theo chúng tôi là đây có lẽ là ngày xưa đó là dinh thự, dinh cơ của cụ Sông Hiền Hầu. Mình xưa nay mình biết cụ Diên Thần Hầu thì có cái nhà đó gần làng Cót hay làng Mục gì đó, gần đó tại có sông Tô Lịch chảy ngang. Còn bây giờ thì hỏi là cái dinh cơ cái nhà của cụ Diên Thần Hầu mà sau này sinh ra vô lý thần tông của nhà mình ở đâu, thì tôi nghĩ chính cái vùng chùa Lãng, chùa Nền và chùa Thư này. Cho nên tôi nghĩ rằng là về mặt mà phục vụ phát triển kinh tế của đây, mình nói quốc tế, bây giờ tôi nghĩ là chùa Cụ Tư Đạo Hạnh á, cụ có một đặc biệt mà có lẽ cái này mình phải làm rõ. Tôi nói mình làm rõ cơ bản cái đợt này làm rõ rất rõ, nói rằng là có lẽ trong lịch sử Phật giáo thế giới thì có trước đây mình chỉ biết có một thiền sư chín năm ngồi xem mặt vào vắt, đó là cụ Bồ Đề Đạt Ma, thành lập nên cái trường thiền Trung Quốc. Còn ở Việt Nam ta thì bây giờ vào lịch sử Phật giáo thế giới, người thứ hai đó là cụ Tư Đạo Hạnh, ghi rất rõ trên bia chuông chùa thầy. Thì cơ rất là đề từ của cụ ghi rất rõ, mà chuyện này tôi nghĩ là cụ còn sống, ghi khi cụ còn sống mà người ta biết thì nói rằng là cụ bắt chước người xưa điều cụ hữu lương. Cái tôi dịch cái bài này ta bắn ngày trước á, thì hữu lương thì mình nói ngưng nhận lương thực chứ không phải bỏ ăn. Có lẽ Phật giáo chống cái chuyện tích cốc từ báo từ này chống chuyện tích cốc rồi, chống dùng chữ tích cốc mà lại dùng chữ hữu lương. Thì cái người hữu lương thứ hai của mình đó là cái cụ gọi là Hiền Quang ở tại trên núi Viên Tử nhưng một thời gian. Thì riêng nhà cụ Tư Đạo Hạnh hầu ghi rất rõ thì minh chung chùa thầy nói rằng là sáu cái chữ cụ hữu lương thì ghi rằng là tòa đá niên như dung vô cơ sắc, tức là ngồi nhiều năm mà mặt cũng có vẻ gì nói cả, mình thường thì nào thì nói ổn ngó. Mà tôi chỉ khi tôi viết cái đoạn và đọc đoạn này và viết đoạn này thì tôi từ trong bụng từ tiếc mà là mình cũng sống gần cụ thời cụ để hỏi cụ cái cách làm sao được đó, tôi không ăn mà vẫn sống như thường, thì cái này có khả năng hay không, thì xin báo cáo về hội thảo rằng là tôi có viết một bài cách đây gần 50 năm
chỉ còn ở tại mình. Thì tôi đọc cặp cái y văn thế giới thì nói rằng là các bác sĩ, cái bác sĩ đầu tiên là một bác sĩ người Pháp, De Lacroix. Thì sau này đến năm 54, bác sĩ người Pháp là Gaston nghiên cứu về các nhà du già không ăn. Tức là trong Phật giáo hay là có trong kinh luận nói rất rõ là gọi là không ăn, không uống, rồi không thở. Cái mà cái không thở nó gọi là mình gọi là diệt tâm định. Đấy, thì cái khả năng không ăn này á, tức là cái đầu tiên. Thì đấy, cụ tôi đã bàn nhà mình cụ của đẹp mà hai người đầu tiên ở trong lịch sử Phật giáo thế giới ghi rõ ra. Và chúng tôi nghĩ rằng cho nên là cái quần thể chùa Lám, chùa Nền và chùa Thưa, tôi nghĩ đó là nằm trong cái dinh thự của cụ Sông Hiền Hầu. Thì sau khi Dương Hoán lên làm hùng vua thành vua Lý Thành Tông thì cũng cái nhà cụ đó để làm thành chùa Lám, chùa Nền và chùa Thưa. Thì hôm nay chúng ta thông báo về chùa Thưa này thì chúng tôi ủng hộ hoàn toàn một lần rồi. Cái này là mình có chính sách ở đây có anh về trưởng ban tôn giáo của thành phố mà thì tôi nghĩ rằng là mình đến đề nghị cái này tại vì làm khu du lịch thực tế là để cho con cháu mà không những con cháu mà cả thế giới giống như người ta tới thăm chùa Thiệu Lâm của Trung Quốc rồi tại vì ngoài chuyện nghề võ đó ra thì có chuyện cụ đã đặt ma lần 9 năm ngồi xem mặt đồ ăn sau này chủ mất thì tôi nghĩ rằng là đây cụ tôi đồ ăn ở thành phố Hà Nội mình thủ đô mà có một cái quân thế như thế ca ba chị của cụ nữa. Cái việc thứ hai là tại sao mà cụ ba chị này được con chùa thì tất nhiên là cụ ba chị này giúp cho cụ tại vì nếu mà không có ba chị thì không cách nào mà đem cái máy hạt châu của cụ đem vào đưa vào trong cái đào tràng mà thạc thai được được. Thế bà này rất quan trọng. Mà bà này quan trọng á thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà chần đứng lại cái việc thạc thai đó tôi không có biết trong lịch sử đó là cái chuyện không nên để cho con bị chết. Thì dầu sao giặc hoàng đó là một cậu bé rất thông minh thì mình cứ việc nuôi lên để sau này phát triển thành người lớn mà có thể đóng góp cho dân tộc như nhân loại. Chứ mình có chuyện gì mà gọi là tổ như thế là đem để thạc thai để làm thành người khác. Nên chúng tôi nghĩ rằng là cái đó cái dù cái cả hai niềm thạc thai của Tây Tạng thì các vị gọi là lạt ma đó họ lớn tuổi họ mất rồi đi thạc thai thì sao nên giống như cụ tôi đạo hạnh nhà mình cùng lớn tuổi theo tôi là cụ cái cụ thạc thai là cái cụ phải là 1116 năm thì bây giờ cụ ít lắm là đến 100 tuổi theo cách tính của chúng tôi có cách tính là cụ lúc bây giờ cụ đạo hạnh ít lắm là phải 101, 102 tuổi. Đấy, cái cụ rất lớn mà cụ đó cụ nhìn nát mà không thể nói mặt mày cũng có nói cho nên tôi nghĩ là cụ đã luyện được cái đó về mặt y học thì bây giờ người ta đang nghiên cứu làm sao con người không ăn mà sống được. Mình thiệt rằng là như tôi mình thiệt là nếu mình có cụ ở đây mình hỏi cụ cái cách làm thế nào để mình có thể không ăn mà vẫn thể đó. Đấy, thì trong kinh mình thì có dạy nhưng mà dạy tóc con quá không thể làm được. Đấy, thì cho nên mà mình phải tốn nhiều công thì cụ qua quá trình cụ tu luyện như thế để cụ chỉ cho mình những cái đường ngắn nhất để mình làm cái đó tôi nghĩ về mặt kinh tế nó quan trọng lắm. Thứ nhất là gặp năm mất mùa đói kém thì có thể dân mình cứu dân đói. Cho nên cái này thì hôm nay xin có lời báo cáo về hội thảo để mà giảng dạy về chùa Thơ và chỉ của cụ. Đại hạnh xin cảm ơn.